Kính chào quý vị và các bạn, hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong mỗi video. Xin kính chúc các khán thính giả thân thiết đang theo dõi video này một ngày nhiều niềm vui, nhiều yêu thương và hạnh phúc. Thưa quý vị, thưa các bạn, dấu hiệu vợ chồng là thiện duyên hay ác duyên? Để nên vợ nên chồng ở kiếp này của nhau, cả hai đều phải có duyên tiền định. Dưới đây là dấu hiệu vợ chồng là thiện duyên hay ác duyên. Vợ chồng gặp nhau bởi chữ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ, nên vợ nên chồng rồi hạnh phúc hay tan vỡ là do thiện duyên hay ác duyên. Liệu có sống cùng nhau tới đầu bạc răng long không, trong vòng luân hồi tái sinh từ kiếp trước? Có những vợ chồng hòa thuận hạnh phúc viên mãn tới già, cặp khác lại cãi nhau to tiếng nhưng vẫn sống cùng nhau tới đầu bạc răng long. Nhưng cũng có những cặp đôi lúc đầu thì đắm đuối nhưng sau vài năm lại chia ly vì mâu thuẫn không ngừng. Có cặp đôi rất yêu nhau nhưng không nên duyên vợ chồng. Căn nguyên là do duyên tiền định, tức mối nhân duyên từ đời trước rồi tái sinh, luân hồi đến kiếp này. Xem dấu hiệu vợ chồng là thiện duyên hay ác duyên để hiểu rõ hơn về cuộc hôn nhân của mình. 1. Ác duyên. Vợ chồng đến với nhau là duyên nợ, vậy nhưng hạnh phúc hay khổ đau được quyết định bởi đấy là duyên lành hay ác duyên. Nếu gặp phải ác duyên, hôn nhân của bạn sẽ chìm trong khổ đau dằn vặt. Vậy nên dù thế nào bạn cũng nên đối xử tử tế với bạn đời để có thể trả được nợ từ kiếp trước và tạo duyên lành cho kiếp lai sinh của mình. Theo dấu hiệu vợ chồng là thiện duyên hay ác duyên thì ác duyên là lấy nhau do mang ân huệ. Loại duyên này sẽ khiến cuộc hôn nhân trở nên nặng nề bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến, trả ơn nên không có tình yêu. Do đó một trong hai nhất định sẽ ngoại tình. Một trong hai ngoại tình do kiếp trước một trong hai người này làm nhiều chuyện xấu gây nghiệp báo nên kiếp này phải chịu ác duyên. Vợ chồng sống với nhau không bao lâu sẽ có người ngoại tình khiến hôn nhân tan vỡ. Vợ chồng đến với nhau do sắp đặt ép buộc, có thể kiếp trước người này thiếu nợ người kia, đó là một khoản tiền hoặc nợ tình cảm nên kiếp này bắt buộc phải sống với nhau để trả nợ. Do đó cuộc hôn nhân không có tình yêu đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn. 2. Thiện duyên. Kiếp này và kiếp trước có mối quan hệ về sự hoán đổi liên tục từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, đi kèm với đức và nghiệp của mỗi người. Nếu vợ chồng sống bình yên bên nhau, hẳn đời trước hai người đã có thiện duyên. Người này làm việc tốt cho người kia và ngược lại. Ở thì hiện tại, dấu hiệu chứng tỏ hai người là thiện duyên là có ấn tượng mạnh mẽ với đối phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Có nhiều sở thích chung, gặp nhau chẳng bao lâu nhưng lại nhanh chóng thân thiết. Gần gũi nhờ có cùng 3 sở thích chung trở lên thì cả hai chắc chắn là người yêu kiếp trước của nhau. Bởi vẽ, trong nhân gian với hàng triệu người, không thể ngẫu nhiên trời lại đưa đẩy người này đến bên đời bạn. Dù chẳng cần nói với nhau lời nào, cũng có ấn tượng mạnh mẽ và ghi nhớ nhau. Cảm xúc ấy được gọi là tiếng sét ái tình, hút nhau như hai thỏi nam châm. Đó chính là sự kết nối đặc biệt mà định mệnh dành cho cả hai. Dù muốn hay không, bạn cũng đừng mong thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp. Vừa gặp đã thân thiết như biết nhau từ thuở nào, chỉ vừa gặp đã có tình cảm mãnh liệt khó hiểu, giống như hai người quen biết nhau trước đó. Dễ dàng thấu hiểu đối phương mà không cần phải nói với nhau quá nhiều. Yêu nhau hay vợ chồng sống với nhau, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đối phương cũng biết họ đang nghĩ gì. Đó chính là tình yêu mãnh liệt của tình duyên kiếp luân hồi. Tâm đầu ý hợp đến mức chẳng bao giờ cãi nhau. Có những cặp đôi hợp nhau đến mức tin tưởng, yêu thương và cảm thông hoàn toàn với nhau. Họ như hai mảnh ghép, sinh ra là để dành cho nhau nên chẳng bao giờ cãi nhau. Nếu có chỉ là những phiền não vặn vẹo và những nhanh chóng cho qua. 3. Khi nào duyên mới hết? Trong quá trình chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo chẳng ai lưu luyến ai. Điều này nói lên rằng khoản nợ giữa vợ chồng đã hết. Vì vậy hai bên sống chung như bạn bè, chẳng lưu luyến bịn dịn. Khi rằng co cãi cọ mãi không ai chịu ai, luôn sẽ có một người nhất định muốn ly hôn nhưng người kia lại không chịu. Điều này nói lên rằng khoản nợ lẫn nhau vẫn còn chưa hết, duyên nợ vợ chồng còn chưa kết thúc. Việc chia tay cũng có thể nhìn rõ duyên vợ chồng đã kết thúc, bất luận là do tử vong, đi xa nhà, xuất gia hay ly hôn. Nếu như đôi bên khó lòng chia ly, lúc chia tay khóc nức nở thì ắt hẳn ân oán vợ chồng này còn chưa trả hết, duyên vợ chồng vẫn còn. Khi chia tay oán hận lẫn sự bất mãn vẫn khuất động tâm can hoặc không cam lòng, điều này nói lên rằng khoản nợ giữa hai người vẫn còn chưa trả hết, kiếp sau gặp lại vẫn sẽ tiếp tục kết làm vợ chồng. Lúc chia tay cả hai giống như bạn bè, không oán hận, chỉ đau thương hoặc khổ sở một chút, nhưng không đến nỗi muốn níu kéo nhau. Điều này nói lên rằng khoản nợ giữa hai người cuối cùng có thể chấm dứt rồi. Con người hơn nhau ở điểm nào? Con người chỉ hơn nhau ở đức hạnh,
ở những phẩm chất tốt đẹp chứ không phải hơn nhau ở vật chất. Khi ta thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối ta. Thật ra tiền chẳng ở với bạn được bao lâu, vì một khi nó muốn từ bỏ bạn thì nó sẽ ra đi rất nhanh. Có tiền là một chuyện, đặt tiền cho đúng chỗ lại là chuyện khác. Đầu tư không đúng nơi thì sẽ tiền mất tật mang. Thông minh cần phải đặt đúng chỗ thì mới thành công được. Con người bây giờ gắn kết mình với quá nhiều thứ vật chất mà quên mất rằng sự gắn kết vĩ đại nhất là gắn kết với lương tâm thánh thiện. Sự thông thái là món quà lớn nhất mà tự nhiên ban tặng cho loài người, mà rất nhiều người đã không biết nhận lấy nó. Muốn có được sự thông thái, phải chịu khó học tập. Càng trải nghiệm cuộc sống, ta sẽ càng ngộ ra được nhiều điều quý giá. Rồi bạn sẽ thấy người được học nhiều khác so với người học ít. Chỉ có những người kém hiểu biết thì mới có tính khinh người thôi. Trong tất cả cái khổ thì khổ nhất là cái khổ về thiếu hiểu biết. Muốn trở thành người thông thái nhất, trước tiên bạn phải tự nhận mình là kẻ ngu ngơ nhất. Rồi từ từ khắc phục những cái ngu của mình, bạn sẽ trở thành người thông thái nhất. Hãy nhớ là bạn chỉ khắc phục những cái ngu, chứ bạn không bao giờ hết ngu, vì bạn cũng chỉ là một con người. Tôi thích sự trong sáng và tinh khiết của trẻ con. Cái vui của trẻ nhỏ rất hồn nhiên, dễ thương. Rất nhiều người đã nói rằng con cái là niềm vui, là hạnh phúc, là món quà lớn nhất mà họ có được. Hãy nhớ rằng đứa bé chỉ có mặt trên đời, trước khi đó có sự giao hợp giữa bố và mẹ. Điều đó cho thấy niềm vui chỉ xuất hiện khi có từ hai tác nhân trở lên. Bởi thế hãy biết chia sẻ tình cảm của mình ra xung quanh. Những người khư khư giữ lấy mọi thứ cho riêng mình là những người sai lầm. Giai đoạn nuôi con thơ là giai đoạn mà ta phải đầu tư rất nhiều về chất dinh dưỡng và tình cảm. Giống như trong quả trứng vịt lộn, phải có cả lòng đỏ và lòng trắng để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi vịt nằm trong trứng. Vì cả thai nhi vịt, lòng đỏ và lòng trắng đều giàu chất dinh dưỡng nên người ta thích ăn trứng vịt lộn là vậy. Một quả trứng phải được vịt mẹ ấp ủ thì mới nở thành vịt con. Điều đó chứng tỏ đứa trẻ nào cũng cần tình thương của người đời. Những người được gọi là thầy đều đáng để ta đặc biệt tôn trọng. Thầy thuốc, thầy giáo, thầy tu, đại đức, thượng tọa, hòa thượng, linh mục, giáo hoàng. Đạo đức của xã hội được vun đắp nên từ đó. Con người ta hơn nhau ở đức hạnh và những phẩm chất tốt đẹp. Khi giận dữ, chính bạn sẽ là người phải gánh chịu hậu quả đầu tiên. Tha thứ là một trong những đỉnh cao của sự vĩ đại. Trời cao biển rộng đến mấy cũng không mênh mông bằng tâm hồn con người. Thông thường khi không có tiền thì người ta khổ vì nghèo, khi có nhiều tiền người ta lại khổ vì cái khác. Bây giờ khó phân biệt thật giả lắm, vì có những cái giả còn thật hơn cả cái thật. Tỉnh táo lắm thì mới nhận biết được. Ai cũng có những khóc khuất riêng trong tâm hồn của mình. Chúng ta chỉ có thể ở hiện tại mà không thể ở quá khứ hay tương lai. Hiện tại là thời điểm thiêng liêng nhất. Phật dạy cách đối xử khôn ngoan với kẻ bạc tình. Không may gieo nhầm lòng tin cho kẻ bạc tình là nỗi bất hạnh lớn nhất đời người. Trao nhầm lòng tin của mình cho kẻ bạc tình là một trong những bất hạnh lớn nhất đời người, đặc biệt là khi người ấy là vợ, chồng hoặc người yêu lâu năm của bạn. Vậy khi đó, ta phải làm gì để vượt qua nỗi đau tinh thần vì bị phản bội và đồng thời đáp trả lại người đã làm bản thân đau khổ? 1. Thứ trò chuyện bình thường với người bạc tình đó. Chắc chắn khi bạn bị phản bội sẽ vô cùng đau đớn, tức giận nên khó có thể kìm lòng để trò chuyện bình thường với họ. Tuy nhiên lúc này bạn cần bình tĩnh và giữ vững cảm xúc của mình. Chẳng hạn dù chia tay với kẻ bạc tình kia nhưng bạn còn liên quan đến chuyện con cái, thì lúc này nếu đối phương tỏ ra không thích, hãy chấm dứt một cách lịch sự. Tôn trọng sự yên lặng của nhau nếu anh ta cô ta thích thế. 2. Hãy tin đó, bạn hãy thay đổi tư duy. Bạn hãy nghĩ rằng anh ta, cô ta vẫn có thể vui cười, được nghĩ là anh ta, cô ta không chỉ chà đạp lên tình cảm của bạn mà còn cười lên nỗi đau của bạn nữa. Vậy thì tại sao bạn lại phải buồn, sao bạn phải đau khổ vì một người không phải là người? Họ chà đạp bạn thì sao bạn lại phải đau khổ vì họ? Bạn đừng để họ chiến thắng trước nỗi đau bị phản bội. 3. Đừng quên làm mới bản thân. Khi đã chấm dứt với kẻ bạc tình kia, bạn nên thay đổi bản thân. Hãy chăm sóc bản thân mình bằng cách chạy bộ, tham gia các lớp tập thể hình, làm cho bạn gọn gàng, xinh đẹp, khỏe mạnh hơn. Tốt nhất, hãy đầu tư thời gian công sức vào con người. Bạn nên chăm sóc bản thân như thay đổi bộ quần áo mới vừa người, thường xuyên sử dụng mỹ phẩm và nước hoa, nếu trước đây bạn ít khi sử dụng. 4. 5. Nhiều lúc bạn nên đồng ý với đối phương, tốt nhất không tranh cãi làm gì cả. Khi bị phản bội, ai cũng muốn hỏi đối phương nguyên nhân là do đâu và thường càng cố tìm ra câu trả lời, càng cảm thấy đau khổ hơn. Vì vậy, ngay cả khi anh ta cô ta nói, anh em không yêu anh nữa, bạn cũng không cần hỏi lại tại sao hay vì lý do gì.
Bạn chỉ cần nói em anh cũng cảm thấy thế. Cảm ơn anh, em đã nói thật cho em anh biết và em anh sẽ có kế hoạch của mình. Bạn nên tìm cho mình những cánh cửa khác. Dù chúng ta có hay không có người khác, cũng hãy cho người ta thấy chúng ta đang hạnh phúc. Không có anh cô, tôi vẫn sống và hạnh phúc. Bạn cũng có thể điều phục tâm trở nên bình lặng hơn bằng cách thường xuyên nghe nhạc thiền, nghe kinh, nghe pháp, đến chùa, tiếp xúc với những người bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.